Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Một Cộng Vlog. Rất là vui được chào đón tất cả các bạn. Nếu như lần đầu tiên các bạn xem kênh của Một Cộng Vlog thì các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để chúng ta thường xuyên theo dõi những cái video mới nhất từ Một Cộng Vlog các bạn nhé. Ngày hôm nay thì Hoàng sẽ chia sẻ cho các bạn đó là cái tính năng và cái cách để chúng ta sử dụng một cái cây tripod như thế nào để cho nó thật là nó hiệu quả và nó công dụng nhất. Thì mọi người cũng biết thì cái cây tripod với công dụng là để chúng ta giữ cố định những cái điện thoại này hoặc là máy quay phim ở trên này, và chúng nó hỗ trợ cho cái việc là chúng ta quay phim rất là nhiều. Tuy nhiên không phải ai chúng ta cũng biết cách để chúng ta sử dụng và chúng ta phát huy hết tất cả những cái tính năng cũng như là những cái công dụng trên một cây tripod như thế nào. Thì thông thường đó các bạn, một cái tripod nó sẽ có một số tính năng cơ bản như sau. Nó giúp cho các bạn là chúng ta lia máy trái, lia máy phải, lia máy trên và lia máy dưới. Các bạn nhớ ha, đầu tiên là nó giúp cho chúng ta lia máy. Ví dụ như các bạn quay những góc rộng nè, thì các bạn có thể lia từ bên trái qua bên phải hoặc là ngược lại. Hoặc là các bạn muốn quay từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới, nó giúp cho các bạn lia trên nè, hoặc là lia xuống dưới ha. Rồi chúng ta chỉnh cái độ cao này kia nó như thế nào. Thì ở trên cái cây tripod thì phần lớn tất cả những cây tripod đó các bạn, từ rẻ tiền cho tới bình dân, cho tới trung bình khá, cho tới mắc tiền, thì cái cấu tạo của nó thì nó cũng khá là giống nhau đó các bạn. Thì nó sẽ giúp cho các bạn làm được những cái công việc mà lúc nãy giờ Hoàng có chia sẻ cho các bạn đó. Thì đầu tiên mình giới thiệu một chút ha. Thì đầu tiên là cái cây tripod nào thì nó cũng có ba chân hết. Tree tức là triangle đó các bạn, là nó có ba góc thì nó chính là ba chân đó. Rồi cái tiếp theo là cái phần này nè các bạn. Thì nó giúp cho giữ để cái cây tripod khi mà chúng ta bung ra để nó giữ cho nó chắc chắn. Thì một số những cái cây tripod mà rẻ tiền á, thì nó sẽ không có thêm cái phần ở dưới này. Các bạn nhớ lưu ý ha. Còn một số những cây mà xịn á, thì nó sẽ có những cái phần này. Cái phần này với công dụng là các bạn, khi mà chúng ta đặt máy ở ngoài trời á, ví dụ như gió lớn hay này kia vân vân, thì các bạn có thể treo những cái vật nặng lên trên này để nó giữ cho cái cây tripod nó đứng chắc hơn. Và khi có gió thì nó không có bị bay và nó không có bị xê xịch đó các bạn. Thì đây chính là cái công dụng của cái phần bên dưới này ha. Thì chúng ta đi từ dưới lên trên. Tiếp theo ở trên á, thì cái phần trục này á, chính là cái phần rất là quan trọng để chúng ta có thể làm. Thì tất cả mọi cái cây tripod á, thì thường nó sẽ có một số những cái nút vặn như sau các bạn. Đầu tiên là cái nút vặn chỗ này nè các bạn. Đây, mọi người có thể thấy ha. Đó, là cái nút vặn bên hông này. Cái nút vặn bên hông này á, thì nó giúp cho các bạn làm gì? Khi chúng ta nới lỏng ra thì nó sẽ giúp cho các bạn quay trái và quay phải. Giúp cho chúng ta lia trái lia phải nè. Các bạn thấy không? Nó rất là nhẹ. Nhưng khi chúng ta vặn ngược lại á, cho nó chắc á, thì cái phần này nó sẽ giữ nguyên. Chúng ta khó và chúng ta không có lia được. Thì khi mà các bạn muốn lia thì các bạn mở cái phần này ra. Và chúng ta lia trái lia phải. Các bạn ha. Rồi, cái cây này nó cũng là một cái thành phần rất là quan trọng khi mà trong bất kỳ một cây tripod nào nó cũng có. Nó giúp cho các bạn chúng ta điều khiển ống kính và camera dựa theo ý thích của mình. Các bạn thấy không? Và nó làm cho cái khung hình của các bạn nó rất là chắc, không có bị rung. Và cái cây này nó cũng còn có thêm một công dụng, đó là thông thường thì các bạn có thể xoay cái cây này được nha các bạn. Chúng ta có thể nới lỏng cái cây này ra. Thì khi nới lỏng cái cây này ra nhằm cái công dụng là gì? Giúp cho các bạn lia trên và lia dưới nè. Ví dụ như khi các bạn muốn quay những cái gì mà nó nằm từ trên xuống dưới, ví dụ khi chúng ta quay review sản phẩm hay chúng ta quay đồ ăn á, các bạn hay quay theo kiểu như này, thì các bạn mở ra, chúng ta chỉnh cái góc này như thế này, rồi sau đó chúng ta vặn chặt lại để cho nó giữ cố định, thì nó giúp cho các bạn có thể quay những cái vật phẩm từ trên cho xuống dưới. Còn nếu như không á, thì các bạn mở ra, chúng ta quay lên trên thì chúng ta để như này. Hoặc là các bạn lia góc máy từ dưới lên trên thì các bạn để cái chế độ lỏng ra là nó lên xuống như vậy. Như vậy các bạn thấy ha, khi mà chúng ta mở rộng cái này ra và chúng ta nới lỏng cái này ra, nó giúp cho các bạn làm gì? Lia trái, lia phải, lia trên, lia dưới, các bạn thấy không? Rất là ok ha. Rồi, bây giờ chúng ta vặn lại nè. Ok, cho nó chắc nè. Thì các bạn thấy ha, phần lớn tất cả những cái cây tripod á, thì nó đều có hai cái phần này rất là quan trọng để giúp cho các bạn chúng ta nới lỏng và chúng ta lia theo cái ý thích của mình. Một cái phần tiếp theo nữa cũng khá là quan trọng mà gần như cái cây tripod nào nó cũng có, đó là nó giúp cho các bạn có thể chuyển đổi cái khung hình chúng ta quay. Ví dụ như thế này á, là chúng ta đang setup là cái kiểu là quay ngang các bạn ha. Nhưng trong trường hợp ví dụ như các bạn livestream, các bạn muốn để máy của chúng ta là theo cái chiều dọc á, thì trên cái cây tripod nó sẽ có thêm cái phần nó nằm ở trên này nè các bạn. Các bạn mở rộng cái phần này ra, chúng ta nới lỏng ra. Đó. Rồi sau đó là các bạn kéo cái này ra.
Đó, thì như vậy các bạn thấy không? Như này là nó sẽ giúp cho các bạn chúng ta quay theo cái chiều dọc. Còn nếu như các bạn muốn quay theo chiều ngang thì các bạn đẩy cái này ngược lại. Đó, các bạn thấy không? Thì cái nút này nó sẽ giúp cho các bạn làm cái tripod theo kiểu như vậy. Rồi, chúng ta mở lại theo cái chiều dọc ha. Ví dụ nè. Đó, các bạn thấy. Trong trường hợp mà chúng ta quay về livestream á, các bạn thường livestream thì nó hay hỗ trợ là cái màn hình dọc. Thì các bạn sẽ làm như vậy ha. Xin chào tất cả mọi người. Hello, bla bla. Hôm nay chúng tôi đang bán sản phẩm này, sản phẩm kia. Đó, ví dụ là vậy thì các bạn để như vậy thì nhìn nó rất là chắc chắn. À, và chúng ta không cần phải chỉnh này kia nhiều và nó nằm ngay cái tầm mắt của mình luôn, à, rất là dễ dàng. À, còn không thì chúng ta đậy lại như vậy thì nó sẽ đây. Sau đó các bạn xoay cái này lại. Đó, các bạn thấy không? Như vậy mình vừa giới thiệu cho các bạn ba cái phần cơ bản rất là quan trọng trên một cây tripod. Đó là cái phần nút này để chúng ta mở ra để chúng ta lia trái lia phải. Còn cái cần này chúng ta mở tháo rộng ra để chúng ta là lia trên và lia xuống dưới ha. Mở lại cho các bạn coi. Đó, chúng ta mở ra. Đó. Rồi, lia trái, lia phải nè các bạn. Lia trên, lia dưới nè, các bạn thấy không? Rồi. À, hồi nãy mình đã chỉ cho các bạn cái cách thay đổi cái góc quay của cái camera rồi ha. Là quay theo chiều ngang hay quay theo chiều dọc thì chúng ta mở chỗ nào. Thì còn một cái phần quan trọng nữa. Đó là các bạn có thể thay đổi cái chiều cao của cái cây tripod. Thì tùy theo mỗi cây tripod thì nó sẽ có cái thiết kế và nó cũng sẽ có cái chiều cao nó khác nhau. Thì thường những cái cây mà càng mắc tiền các bạn nó càng hỗ trợ chúng ta tinh chỉnh cái chiều cao nó tốt hơn và nó sẽ rất là chắc chắn. Ví dụ như cái cây này nè, thì phần lớn cái chiều cao nó sẽ nằm ở giữa này, thì nó thường một số các cây tripod thì cái khóa nó nằm ở chỗ này nha các bạn. À, thì chúng ta lưu ý ví dụ như ở đây nè, chúng ta mở. Các bạn thấy nè, phía trước nè, nó có cái khóa ở đây, chúng ta mở cái này ra. Đó. À. Một số cái dòng khi mà các bạn mở ra thì các bạn cầm nguyên cục này các bạn kéo lên ha. Tuy nhiên đối với cái dòng này thì nó có thêm cái tay quay nè các bạn. Đó, nó hỗ trợ cho chúng ta. Mình có thể thay đổi chiều cao của cái cây. Mình rất là thích cái tính năng này nha các bạn. À, tại vì khi mình quay lên như vậy á, mình sẽ canh cái ống kính nó từ 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 và mình biết là lúc nào là cái khung hình của chúng ta nó đã được hay chưa. Mà khi mà các bạn kéo lên kéo theo kiểu kia thì nó sẽ hơi bị bất tiện một chút xíu. Đó, mọi người thấy không? Khi mình canh cái chiều cao. Đó. Rồi, xong rồi các bạn khóa này các bạn giữ lại. Thì như vậy là chúng ta đã thay đổi được cái góc chiều cao của cây tripod này. Thì như vậy á, mọi người thấy á, là để mà sử dụng được những cái tính năng trên cây tripod như nào thì mình cũng vừa giới thiệu cho các bạn những cái tính năng cơ bản nhất mà bất kỳ ai khi có một cây tripod thì chúng ta cũng phải biết cách sử dụng. Và chúng ta quay phim thì chúng ta cũng phải biết cách để chúng ta lia máy theo cái góc máy mà chúng ta mong đợi. Thì những cái cây tripod thì nó đều đáp ứng được những cái điều đó. Cho dù nó là cây rẻ tiền hoặc là cây mắc tiền thì nó đều có làm được hết. Thì thông qua cái đoạn video này mình muốn cho các bạn thấy rằng là để sử dụng một cây tripod thì nó đơn giản và nó dễ như thế nào. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay và những ai mà chúng ta đang có ý định quay phim là làm vlog nè mà các bạn chưa biết cách chúng ta sử dụng thì các bạn hãy xem. Và đây cũng chính là một cái rất là dễ dàng để chúng ta có thể dùng được cái cây tripod này để giúp cho các bạn quay phim nó tốt hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái đoạn video này. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho Hoàng một đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.